Công an hóa trang thành dân chơi bắt sống hot girl phẫu thuật để liên tục để trốn nã. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù Giang Hồ người nổi tiếng. Đến cả mấy bà hàng xóm cũng không nhận ra mình. Tha hồ đi ba, bay lắc và bán hàng trắng. Bắt công an phải hóa trang thành dân chơi lao vào những vũ trường để truy tìm. Cô gái đó là ai? Cô ta đã làm cách nào để thay đổi nhận dạng để trốn nã? Trong video này chúng tôi sẽ nhắc đến Vũ Hải Yến, hot girl liên tục sinh con, thay đổi diện mạo để buôn ma túy. Chân dung hot girl để liên tục trốn nã. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của hot girl lọc lõi này. Tên thật Vũ Hải Yến, 21 tuổi, quê quán phường Nghĩa Xá, quận Lê Trân, Hải Phòng. Ngay từ nhỏ Yến lớn lên trong một xóm nghèo từng là tụ điểm phức tạp về ma túy nên sớm bập vào thuốc lắc, hàng đá. Yến đã đua đòi ăn chơi và nghiện ngập. Đây cũng là kẻ rất ma mãnh tinh danh. Yến thường mua ma túy về rồi cung cấp tại các tụ điểm vũ trường quán bar mà cô ta hay lui tới. Tiền kiếm được từ buôn ma túy không chỉ thỏa mãn phê pha mà còn làm cho Yến trở nên giàu có một cách chóng vánh. Mười mấy tuổi đầu nhưng Yến bao giờ cũng phải dùng điện thoại xịn đời mới nhất, đi xe máy tay ga đắt tiền và ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Số tiền kiếm lời từ mua bán ma túy, Yến sắm sửa ăn diện đã đành. Song biểu hiện bất minh của một cô gái không nghề nghiệp tiền tiêu dùng rỉnh đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Cùng với tư liệu trinh sát, lực lượng chức năng đã đưa cô ta vào danh sách theo dõi. Để bảo toàn cho công việc của mình, Yến được các đàn trị đi trước truyền đạt cho kinh nghiệm phải liên tục mang thai và nuôi con nhỏ. Trước đó ở khu vực Hồ Ông Báo, đường Tàu Trần Nguyên Hãn hay xóm liều bờ đê Niệm Nghĩa, quận Lê Trần là những điểm nóng về ma túy. Nhiều đối tượng có đến 6-7 đứa con. Họ sinh ra những đứa con vì mục đích dùng chúng làm bùa hộ mệnh, lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật. Không thi hành án đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ để trốn tránh tội lỗi của mình gây ra. Thậm chí có trường hợp để con ra chẳng biết bố đứa trẻ là ai. Bởi nếu cần, cứ ra đường tàu nằm hớ hênh, các anh nghiện đêm hôm ghé qua sẵn sàng giúp đỡ. Và như một kịch bản có sẵn, Yến sử dụng thiên chức người mẹ để duy trì hoạt động mua bán ma túy và đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể đối tượng liên tục mang bầu và sinh con. Chưa đầy 20 tuổi, Yến đã có con đầu lòng mà không biết cha đứa trẻ là ai. Để hoãn trả án, đứa con trước gần đủ 36 tháng, Yến lại tiếp tục mang bầu đứa con thứ hai. Khi đã có bảo bối trong tay, Yến càng làm mạnh hơn, sẵn sàng giao hàng cho bất cứ ai có nhu cầu. Tuy nhiên gần đến ngày trả án, Yến không dùng bài cũ là mang thai mà lên kế hoạch cho một cuộc bỏ trốn thật xa. Cuối năm 2016, Yến bị Tòa án Nhân dân quận Lê Trân tuyên phạt 27 tháng tù giam nhưng cho tạm hoãn thi hành án do đang trong thời gian nuôi con nhỏ. Tuy nhiên gần đến ngày trả án, Yến đột nhiên biến mất nên công an Hải Phòng lập tức phát lệnh truy nã đối tượng trên toàn quốc. Hơn 2 năm sau, Yến lại cho ra đời thêm đứa con thứ hai. Tuy nhiên lý do mà Yến sinh con liên tiếp chẳng phải vì khát khao có được những đứa con cho ấm áp nhà cửa hoặc do nhỡ nhàng mà vì động cơ, mục đích đen tối của mình. Bởi chị ta biết chỉ bằng cách mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Yến mới dễ dàng trốn tránh được pháp luật sử dụng chiêu ve sầu thoát xác. Cũng theo đại tá Sơn, sau khi Yến bỏ trốn, phòng được lệnh truy tìm cô ta về thi hành án. Song từ người nhà đến địa phương nơi thiếu phụ này sinh sống đều lắc đầu không biết. Mọi thông tin về đối tượng quá mong manh khiến lực lượng truy nã tội phạm gặp vô cùng khó khăn cho việc khoanh vùng những nơi đối tượng lẩn trốn. Đến ngay cả gia đình đối tượng khi được thuyết phục động viên cũng thú nhận không biết con mình đi đâu. Trước khi đi Yến đã bỏ lại hai đứa con nhỏ của mình ở nhà cho bố mẹ đẻ mình nuôi xác định đối tượng có mối quan hệ xã hội rộng nhất là với các đối tượng lưu manh chơi bời đại tá vũ minh sơn trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an thành phố hải phòng cho biết cơ quan công an nhận định vũ hải yến nhiều khả năng sẽ bỏ trốn đến các thành phố lớn nơi tập trung nhiều tụ điểm ăn chơi bởi con người của yến chỉ có thể tồn tại được ở những khu vực phồn hoa đô thị bằng những phương thức hoạt động phạm tội từ đó phòng nhận định với bản tính ăn chơi yến có hai hướng để trốn thành phố hồ chí minh hoặc hà nội Tuy nhiên, ban chuyên án đã chốt tập trung mũi truy tìm ở thành phố Hồ Chí Minh, vì đây là mảnh đất màu mỡ cho dân anh chị tứ xứ giặt đến, là nơi ẩn náu tuyệt vời của đám tội phạm đất Bắc, đặc biệt là dân anh chị đất cảng. Rất có thể Yến đã tận dụng những mối quan hệ với đám giang hồ đồng hương để giúp đỡ nơi ăn trốn ở, thậm chí còn tạo điều kiện cho làm ăn. Đúng như nhận định, kết hợp với thông tin quần chúng cung cấp, cơ quan công an xác định Vũ Hải Yến đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh một kẻ quen ăn trắng mặc trơn như cô ta đúng là không thể làm gì khác ngoài tiếp tục lê la và các chuyến xa hoa cung cấp ma túy cho đám dân chơi nơi đây. thế nhưng ở đất Sài Thành rộng lớn và một bước ra ngõ cũng thấy quán bar karaoke có đến hàng nghìn hàng vạn tụ điểm ăn chơi thì tìm ra đối tượng khác gì tìm kim đáy bể. trong thời gian bị truy nã Yến đã phẫu thuật thẩm mỹ rất xinh đẹp để qua mắt lực lượng chức năng. Yến được một việt kiều mỹ xì si mê thuê căn hộ cao cấp cho ở thuê riêng một thợ trang điểm, có xe riêng đưa đón. Hot girl này thường ở nhà cả ngày, chỉ tối đến mới rời nhà đến vũ trường quán bà. Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng, đội trưởng đội 4, cùng một số cán bộ được cử vào Nam trinh sát. Suốt một tháng, các trinh sát hóa trang thành dân chơi lui tới các vũ trường tìm tung tích yến. Suốt cả một tháng trời ngược xuôi Bắc Nam, thông tin về đối tượng mới dần hé lộ. Giữa đất Sài thành rộng lớn và đông đúc, trinh sát lần theo bất cứ manh mối nào thu thập được có lúc phải hóa thân thành dân chơi trong các vũ trường quán bà. Nhưng tìm người khó như tìm chim, nhất là kẻ mà các anh đang tìm kiếm lại vừa trải qua hành trình phẫu thuật thẩm mỹ, xinh đẹp như hot girl, cầm vi lai mũi Hàn Quốc, còn đâu bóng dáng của con người cũ. Đối tượng thoát ẩn thoát hiện khiến trinh sát nhiều fan mất dấu. Từ đây thông tin về Vũ Hải Yến đã dần được hé mở. Sau thời gian lân la tới các địa điểm của giới ăn chơi, các trinh sát nắm được thông tin từ một số thanh niên gốc Hải Phòng về việc xuất hiện một hot girl đồng hương với lối sống khá sang chảnh và thường đi với đại gia, thường lui tới các quán bar vũ trường nổi tiếng bậc nhất ở đây. Sau khi dạt vào thành phố Hồ Chí Minh, Yến nhanh chóng bắt mối với bạn bè tại đây, tiếp tục bỏ mối làm ăn để có tiền tiêu xài, ăn chơi thác loạn. Đặc biệt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ với ngoại hình xinh đẹp sẵn có, lại qua tác động giao kéo, Vũ Hải Yến trở thành người hai mặt, xứng danh hot girl xứ Bắc trong mắt dân trời xứ Nam các trinh sát đã tiến hành tiếp cận theo dõi mọi di biến động của hot girl đất cảng trong các sàn vũ trường. Ban ngày Yến ngủ vùi, đêm xuống chị ta mới bắt đầu ra khỏi nhà và tìm đến những địa điểm mà đám thanh niên mới lớn, những kẻ đang coi ma túy tổng hợp là thứ mốt thời thượng để làm ăn. Yến cũng như nhiều kẻ bán ma túy khác sống khỏe nhờ các hộp đêm này. Hình ảnh mới lạ lẫm của Yến được gửi về Hải Phòng để xác minh. Nhưng ngay cả hàng xóm cũng không nhận ra. Tuy nhiên, tài liệu trinh sát xác, xác minh hot gần đất cảng chính là Vũ Hải Yến, thiếu phụ đang trốn thi hành án. Ngày đầu tháng 12 năm 2016, một tổ công tác do đích thân đại tá Vũ Minh Sơn chỉ huy đã vào thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với công an địa phương triển khai kế hoạch vây bắt Vũ Hải Yến. Lúc này, thông tin trinh sát nắm được Yến tổ chức sinh nhật tại ba nhà hàng khác nhau để che mắt công an lực lượng trinh sát đã tung quân dò tìm khắp các nhà hàng, quán bar nơi Yến có thể tổ chức sinh nhật. Cuối cùng, quán bar ở số 212 đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tầm ngắm của trinh sát. Đầu tháng 1 năm 2017, Yến tổ chức sinh nhật tại một số vũ trường. Tổ công tác phải lên các phương án để bắt giữ Yến để đảm bảo an toàn cho người dân và các trinh sát. Bởi xung quanh Yến luôn có các thành phần sẵn sàng chống đối bảo vệ cho cô ta. Đây là một tụ điểm ăn chơi khét tiếng của thành phố Trước đó, lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra bắt quả tang hàng trăm dân chơi có biểu hiện sử dụng ma túy đá tại đây. Quán bar lúc nào cũng tấp nập khách khứa vào ra từ chập tối đến đêm khuya. Vì vậy để xác định được Vũ Hải Yến ở trong này, nhất là khi Yến đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, thật không phải là điều dễ dàng. Các trinh sát lại hóa trang thành dân chơi, vào quán nắm tình hình, xác định vị trí đối tượng để chờ cơ hội hành động. Sau khi xác định được Vũ Trường Yến có mặt đầu tiên, công tác phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đã chia quân xung quanh cả trong và ngoài vũ trường. Mãi đến dạng sáng khi khách khứa ở quán bar đã về bớt, tiệc sinh nhật Vũ Hải Yến chỉ còn lại vài người bạn thân thiết, chỉ huy mới phát lệnh. Gần nửa đêm Yến rời vũ trường ở quận 1, vừa đứng vẫy taxi, trinh sát đã áp sát hỏi: "Yến à?" Khiến cô ta giật mình, cô ta nghiêng đầu quay lại thì chiếc cổng số 8 đã bập thẳng vào tay thị. đến tượng sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trinh sát ghé tai Yến nói nhỏ: "Em đã bị bắt" và em không nên kháng cự để tránh ảnh hưởng đến người khác. Sau đó Yến ngoan ngoãn di chuyển theo công an. Khi tra tay vào còng số 8 xung quanh các trinh sát công an giọng Bắc, Vũ Hải Yến vẫn không sao ngờ được dung mạo và thân phận của mình đã thay đổi mà sao lại có thể lộ diện nhanh đến như vậy ở đất hoa lệ này. Lúc đó biết thân phận bị lộ, Yến cố vớt vát cho cô ta cơ hội tổ chức nốt tiệc sinh nhật. Xong đề nghị này của Yến không được chấp nhận Đầu năm 2017, Yến bị di lý về Hải Phòng để thi hành án. Về các nghi phạm tìm cách thay đổi hình dạng, tên họ, thân phận để trốn truy nã luôn gây khó khăn cho việc truy bắt. Như trường hợp của Vũ Hải Yến, khi bị bắt Yến còn nói, đợt tới người yêu về nước sẽ cho cháu 600 triệu đồng. Lúc đó chắc chắn các chú không bao giờ bắt được vì cơ thể cháu đã được nâng cấp toàn bộ. Tuy nhiên, theo các trình sát, dù tội phạm tìm mọi cách để thay hình đổi dạng, thì cũng không thể thoát khỏi sự quan sát tinh tường của những người dày dặn kinh nghiệm phá án truy nã. Bởi khuôn mặt làn da có thể thay đổi thì vẫn có những tình tiết từ giọng nói chiều cao, dáng đi, thậm chí vành tai, ngón tay, tính cách để vẫn có thể nhận ra. Có các bạn có suy ngẫm gì về vụ án công an hóa trang thành dân chơi bắt sống hot girl phẫu thuật để xoanh xoạch để trốn truy nã này hay không? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.